đôi tay này vun mãi ấm thêm vui khắp muôn nơi, rộn rã vang tiếng cười vui ngày mới, gia đình bên nhau yêu thương chưa tràn đầy, nào cùng hòa vang câu ca. Cảm ơn nhà hàng nước giặt xốp ngát hương hoa chấp hết nắng mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi. Đại Nghĩa xin gửi lời chào đến tất cả bà con cô bác đang đến với chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Và cảm ơn nhà hàng nước giặt xốp ngát hương hoa chấp hết nắng mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục một chương trình thật là hấp dẫn thú vị với ba gia đình đến từ những nơi khác nhau. Họ sẽ tranh tài cùng với nhau để xem con ngày hôm nay ai sẽ là người phụ nữ cuối cùng được ngồi lên trên chiếc cân vàng nha. Và bây giờ mình làm quen với gia đình số 1 nào. Chào em. Dạ, em xin chào chương trình Vợ Tôi Là Số 1. Em chào anh Đại Nghĩa. Xin chào khán giả trường quay. Em tên là Châu Thị Bích Diễm, chồng em. Dạ, em xin chào anh Đại Nghĩa, chào khán giả trường quay và những bạn đang xem truyền hình cả nước. Em là Hà Thông, em hiện tại là tư vấn viên tài chính của công ty bảo hiểm. Đối với chương trình hôm nay thì hai vợ chồng là sẽ chơi hết sức. Em hiện tại thì em chỉ làm nội trợ và chăm con nhỏ. À, mình có mấy bé rồi? Dạ, mới một bé, bé được 6 tháng rưỡi ạ. Rồi, chúc mừng gia đình nhỏ của mình nha. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng ngày hôm nay có một chương trình thật là vui cùng với nhau. Dạ. Tiếp theo, gia đình số 2. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa, chào hai đội cùng chơi, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Em và đây là ông xã của em. Dạ, em tên là Nguyễn Lân, hai tụi em tới từ Cần Thơ. Thì em đang làm công việc là giáo viên dạy tiếng Anh. Vợ em thì đang là phụ nội trợ tại nhà. Ngoài ra thì em có công việc khác nữa là sáng tạo nội dung ở trên nền tảng xã hội. Vậy là hai vợ chồng thường sáng tạo nội dung là về cái những cái chủ đề gì em? Về chủ đề hài hước á. Ừ. Tức là trong cuộc sống gia đình vợ chồng hay là mình đi ra ngoài mình làm những cái content khác nhau? Dạ, phần lớn là tụi em sẽ làm ở nhà, sau đó tụi em cũng đi ra ngoài quán, tụi em quay ăn uống này nọ. À, dạ. Và công việc của bà xã của em thì là có công việc riêng rồi? Dạ, trước đó là em có đi làm văn phòng nhưng mà sau khi về với ông xã của em thì em có lui về để làm nội trợ, cũng có kinh doanh nhỏ rồi phụ chồng làm bên mảng content. À, như vậy là hai vợ chồng cùng với nhau làm như vậy thì cũng vui. Đi đâu cũng có nhau hết đúng không? Dạ đúng rồi. Hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ xem được cái clip của hai vợ chồng em xem nó vui như thế nào ha. Dạ. Mang lại niềm vui cho tất cả mọi người, đó cũng là một trong những cái điều mà chúng ta muốn hướng đến để cho cuộc sống nó trở nên nó tích cực hơn, nó có nhiều năng lượng hơn nha. Cảm ơn hai em. Và tiếp theo gia đình số 3. Dạ, chào anh Đại Nghĩa và hai đội bạn cùng chơi. Chào quý khán giả. Em tên là Như Ý, đây là chồng của em là Tiến Đạt. Hai vợ chồng em đã cưới nhau được 5 năm và có hai bé gái. Hiện tại hai vợ chồng em là nhân viên ngân hàng. Hai em đến từ đâu? Hai em đến từ Cà Mau ạ. Đến từ Cà Mau hả? À, Đạt ơi, vậy là hai vợ chồng là mới đến đêm qua luôn hay sao em? Dạ, em mới đến lúc 7 giờ sáng luôn. Mới đến hồi 7 giờ sáng nay là tham gia, mệt không? Dạ mệt. Hai vợ chồng đó giờ có từng tham gia chương trình chưa? Dạ chưa. Lần đầu tiên luôn đúng không? Dạ, đúng. Sẽ có rất là nhiều sự bỡ ngỡ nhưng mà sẽ có nhiều niềm vui dành cho cả nhà của mình nha. Dạ. Cảm ơn các em và mời mọi người về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên mang tên Dấu Ấn Kỷ Niệm. Mỗi một phần thi của gia đình thì mình sẽ có 3 câu. Đầu tiên là gia đình của Bích Diễm và Minh Thông. Hai vợ chồng quen nhau khi nào? Bao lâu thì kết hôn? Ấn tượng đầu tiên của chồng về vợ là gì? Rồi, cho anh xem đáp án của em nào, Diễm. Dạ, em quen ở Nhật Bản. Là bạn bè thành người yêu. À, lúc đó là chồng em qua bển cũng đi làm. Dạ, làm chung, dạ, đi làm chung, dạ. Làm bao năm em? Dạ, làm 5 năm. Làm 5 năm, dạ. Là quen nhau từ hồi bên Nhật luôn. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì kết hôn? Dạ, mình quen, em quen 3 năm xong rồi về kết hôn. À, dạ. Ấn tượng đầu tiên của chồng về vợ là gì? Nấu ăn giỏi, hiền, dễ thương. Dạ. Là sau này em hỏi ông nói hay sao? Dạ. À, cảm ơn em. Mời Thông. Dạ. Quen nhau ở Nhật Bản, đúng rồi nè. Rồi bao lâu thì kết hôn, cũng là 3 năm luôn nè. Dạ. À, và ấn tượng là hiền, nấu ăn ngon. Giờ em nấu món gì ngon nhất Thông? Dạ, khổ qua hầm anh. Khổ qua hầm? Dạ. Là ăn cái món đó miệt mài hay sao? Nấu bao nhiêu ăn hết bao nhiêu. Ăn hết luôn? Dạ. Mà ngày nào cũng ăn hay sao? Dạ lâu lâu thôi anh, cứ miễn là nấu là sẽ ăn hết. Tức là vợ là có món đó món tủ phải không? Dạ cũng nhiều món lắm nhưng mà em thích cái món đó. Thích cái món đó nhất. Dạ. Như vậy là nhà mình có 3 câu trùng khớp với nhau, 1.500 điểm. Tiếp gia đình số 2, Hương Em, Nguyễn Lân. Địa điểm du lịch mà vợ thích nhất là ở đâu?
đã đi bao nhiêu lần? Kỷ niệm nào ấn tượng nhất? Dạ rồi ạ. Rồi, anh mời Lân trước nè. Cái nơi tụi em thích du lịch tới đó là Đà Lạt. Và tụi em đã đi, em tính là hai lần đi, tụi em đi chung. Và một lần là tụi em đi nguyên nhóm. Và cái kỷ niệm nhớ nhất là lần đầu tiên đi Đà Lạt. Cái kỷ niệm đó như thế nào mà em nhớ nhất? Thật là nó hơi đặc biệt chút là vợ em là người yêu cũ của em. Ủa? Năm 2013 tụi em quen nhau. Tới 2016 tụi em chia tay. Rồi tới 2021 tụi em quen lại. Tụi tình cờ gặp nhau có duyên. Rồi sau đó là em tỏ tình vào tháng 3. Là rồi tới tháng 30 tháng 4 em đi Đà Lạt lần đầu tiên với vợ. Đó là lần đầu tiên vợ em đi Đà Lạt. Vậy trong cái thời gian đầu tiên hồi 2013 đến 2016 lúc yêu nhau là chưa từng đi Đà Lạt? Dạ, lúc đó là tụi em đang là học sinh, sinh viên. Cho nên là tụi em cũng ít đi và tụi em cũng yêu xa. Vợ em ở Trà Vinh, em ở Cần Thơ. Giống như trời sắp đặt, em cũng không biết tại sao bây giờ em cưới vợ em nữa. Trời sắp đặt. Hả? Không biết luôn hả? Dạ. Câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, cảm ơn em. Giờ muốn hỏi thăm vợ em đây, Hương em. Dạ. Trước tiên coi đáp án nào. Dạ. Đà Lạt, đúng, 3 lần. Ấn tượng nhất lần đầu tiên đi vì... Vì gì em? Dạ là vì cũng là lần hai đứa quay lại với nhau nên đi lần đầu tiên. À, khi mà chia tay, mà chia tay tới tận 5 năm, có biết bao nhiêu cái sự biến thiên trong khoảng thời gian đó? Dạ. Chồng em nói rằng trải đời rất nhiều, còn em có trải không? Dạ em có nhưng mà ít thôi. Dạ. Ít thôi, nhưng mà khi mà chồng em đề nghị quay trở lại thì lúc đó em nghĩ như thế nào? Nói chung là lúc mà em gặp lại chồng em á, một cách rất là tình cờ luôn. Rồi sau đó em cũng có, chồng em có liên hệ với em, nhưng mà hẹn gặp đi ăn thì kia em vẫn từ chối. Và em nhất quyết là em cũng nghĩ là em không thể nào quen lại được chồng em. Nhưng mà em không biết tại sao, rồi cái mọi chuyện nó cứ như vậy, rồi hai đứa em cưới nhau luôn. Nghe thì mình thấy giống như một cái ghê bộ phim, yeah, một cuốn tiểu thuyết, nhưng mà thật ra ở ngoài đời thật cái chuyện này nó cũng sẽ rất là khó khi chúng, yeah, ta phải yêu lại từ đầu mà yêu một cái người mà mình đã từng yêu trước đây. Bởi vì khi chúng ta chia tay có nghĩa là đã có những cái sự mâu thuẫn, yeah, những cái sự không hòa hợp mình mới chia tay trước đó. Vậy khi quay trở lại thì những cái mâu thuẫn đó nó có được giải quyết hết chưa? Dạ có. Thì đó là cái điều mà anh chúc mừng cho hai em nha. Yeah. Và nhà mình cũng có 3 câu trùng khớp với nhau, 1.500 điểm. Tiếp theo, gia đình số 3 của Như Ý và Tiến Đạt. Sở thích chung của hai vợ chồng là gì? Quen nhau bao lâu thì kết hôn? Kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới là gì? Mời Như Ý. Sở thích chung của hai vợ chồng em là ăn uống ạ. Ăn uống, thường ăn gì, uống gì? Thường thì là ăn trái cây, chồng em thì thích ăn bún đậu. À, ăn những món cũng nhẹ nhàng, thanh đạm vậy đó hả? Mình ăn ở nhà hay ra tiệm ăn em? Ra tiệm ăn ạ. À. Em dạ. Có nấu ăn ở nhà không? Có anh ạ. Nấu thường xuyên luôn. Dạ. 5 năm là khoảng thời gian mình quen nhau rồi sau đó kết hôn á hả? Dạ. Cái khoảng thời gian này nó cũng tương đối dài chứ đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng đã đủ cho chúng ta có thể hiểu về nhau. Đủ ạ. Dư. Và kỷ niệm là trước khi cưới á, thì chồng em chơi thể thao bị té chặt chân, thì trong lúc kết hôn đi lại làm lễ rất khó khăn. Trước ngày cưới khoảng bao lâu thì khoảng té? Khoảng 1 tuần. Khoảng 1 tuần là chặt chân. Dạ. Là bữa đó là chú rể trong đám cưới đi khập khiễng luôn á hả? Đúng rồi ạ. Nhưng mà vẫn cưới đúng không em? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi mời Đạt. Dạ. Là đi du lịch, đi ăn, đi chơi. À dạ. Đó, trùng khớp với vợ nè. 5 năm. Dạ. Rồi. Dạ cũng trước ngày cưới thì em bị té bông gân. Rồi cái hôm đó thì vợ em phải dìu lên cái đại sảnh để làm lễ luôn. À, vợ dìu lên. Nhà mình cũng có 3 câu trùng khớp, 1.500 điểm. Và như vậy là ở vòng thi đầu tiên này, cả 3 gia đình đều đạt điểm số tối đa. Cả 3 bà chị vợ này sẽ được tiến xuống một bước. Đầu tiên là gia đình của Bích Diễm. Chọn ô bên nào em? Dạ em chọn bên phải. Mời em, bên phải. Sáng đèn. Bà Diễm sẽ nhận được phần quà là một cái vali. Tiếp theo, Hương em. Dạ, em chọn ở bên phải luôn ạ. Mời em. Không có đèn. Và cuối cùng Như Ý. Em chọn bên phải luôn ạ. Bên phải. Sáng đèn. Quà cho Như Ý là một cái bếp điện từ. Điểm số của 3 gia đình như sau. Cả 3 nhà Bích Diễm, Hương em và Như Ý mỗi nhà nhận được 1.500 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, tâm đầu ý hợp. Mời em nhìn lên màn hình. Đây là phần quà của nhà tài trợ shop chủ đề văn hóa. Thời gian bắt đầu. Mặc cái gì? Em đang mặc cái gì? Áo. Rồi nó không ngắn thì áo dài. Chính xác.
Rồi, cái gì mình trồng? Mình trồng ở ngoài ruộng. Trồng ở ngoài lúa. Ruộng. À, uống cái gì mình để uống? Nước, lúa nước. Chính xác. Rồi, cái mình đeo vô cái này gọi là gì? À không, không, cái này. Lắc. Cái em đội trên đầu là gì? Đội trên đầu. Đội trên đầu. Nón. À, ba chữ nha. Ừ. À, ở Huế đó. Nón bài thơ. Dạ chính xác. À, cái này là một cái làng nghề. Một cái làng nghề xưa gọi làng gốm Bát Tràng. Có bốn chữ nha. Một cái làng nghề người ta làm bằng tay á, người ta gọi là gì? Làm bằng tay á thì gọi là thủ công mỹ nghệ. Chính xác. Rồi quay lại cái chữ nha. Cái này là ở trên người Tây Nguyên người ta đánh cái này nè. Cồng chiêng. Chính xác. Đúng xác. Hai chồng này thật sự hiểu ý nhau nha. Đó, chẳng hạn như cái thủ công mỹ nghệ Hương em đang diễn tả mà vẫn còn chưa rõ ràng lắm thì bên đây Lân đã có thể đoán ra được chính xác, đó là thủ công mỹ nghệ ha. Áo dài nè, lúa nước nè, nón bài thơ nè và cồng chiêng. Và các em đã diễn tả đoán được hết cả 5 từ khóa này trong khoảng thời gian dưới 1 phút, được cộng thêm 1.000 điểm nữa là 3.500 điểm. Mời gia đình tiếp theo. Gia đình của Như Ý và Tiến Đạt. Ý diễn tả đúng không? Dạ. Mời em nhìn lên màn hình. Phần quà của nhà tài trợ Shop, chủ đề địa danh nổi tiếng. Thời gian bắt đầu. Ngoài Hà Nội có cái gì nổi tiếng? Hồ Gươm. Chính xác. Chính xác. À, có hai từ. Ở Cần Thơ có cái gì nổi tiếng? Chợ trên sông. Chợ nổi. Từ chợ nổi mình bị phạm quy chữ nổi rồi. Ba từ. Ở Trần Nhân Thời, ở tỉnh mình á, khác với vàng. Bạc. Đúng rồi, từ đó là từ cuối. Em đang làm gì? Đá. Đúng rồi. Hòn đá bạc. Đúng rồi, ba chính từ. Xác. À, mấy từ? Hai từ. Cái này là cái gì? Nhà tháp. Đúng rồi. Ở Nha Trang nè, Phan Rang. Tháp Chàm. Đúng rồi, chính. Ừ, đúng rồi. Gồm có 4 từ. Ở U Minh có gì? Rừng Chàm. Đúng hai từ rồi. Ông ngoại hay uống gì? Trà. Được 3 từ. Từ cuối cùng là Tôn Ngộ Không hay gọi là Đường Tăng là cái gì? Thầy. Thay là thầy. Sư. Đúng rồi, 4 từ ghép lại. Ở U Minh là nhiều gì? Trà sữa mật ong hả? Không. Rừng Chàm trà gì trời? Tôn Ngộ Không gọi. Rừng Chàm trà sư. Đúng rồi. Ơi, nhà mình cũng được cả 4 từ khóa. Chỉ có cái từ chợ nổi là vợ bị phạm quy. Nói là nổi tiếng á thì mình bị trùng cái từ nổi ha. 2.000 điểm. Xin mời gia đình tiếp theo. Gia đình của Diễm và Thông. Ở nhà có tập trước chưa? Có sơ sơ anh. Sơ sơ hả? À, tự tin không? Cũng tự tin. Tự tin. Diễm cũng vậy ha. Dạ. Mời em. Chủ đề đặc sản. Thời gian bắt đầu. Có 2 từ. Hồi hôm qua mình mới ăn cái món gì cuối cùng mà người ta thích nhiều gao. Lẩu. Không, nhiều gao, hồi hôm qua. Chính xác. Cái món gì mà ăn hàng ngày, không phải cháo. Cơm. Mà bằng không phải gạo, nhỏ hơn gạo. Chung với tấm, cơm tấm. Đúng rồi. Món gì mà sợi, không phải hủ tiếu. Mì. Không phải hủ tiếu, không phải bún. Mì. Bún nước leo, bún thịt nước. Mình không phải là mình trộn mà mình làm cái gì vậy? Động tác vậy là xay. Gì? Không phải xay. Thôi bỏ qua. Món gì mà ba từ? Ngọt. Ăn với nước đá. Chè. Mà viên nè. Chè tô nước. Được. Có 4 từ. Món gì là cẩu phi câu dịch nè. Cá lóc. Nướng chui. Chính xác. Cái 2 từ nãy là sợi gì nãy? Bò viên. 2 từ không phải. Động tác là làm gì? Bún quậy. Nè, cơm tắm thường xuyên ăn đúng không? Chè tô nước. Ăn thường xuyên anh. Cá lóc nướng trôi. Ít ăn dạ. Nhưng mà có dạ. Bún quậy. Chưa. Ừ. Rồi về tìm ăn cho biết nha. Dạ. 5 từ khóa 2.500 điểm. Ở vòng thi này thì gia đình của Hương em điểm cao nhất cho nên là em được tiến xuống một ô. Mời em. Dạ em chọn ô bên phải. Bên phải. Sáng đèn. Phần quà dành cho Hương em là một cái bình thủy điện. Điểm số của ba gia đình như sau. Bích Diễm 4.000 điểm, Hương em 5.000 điểm và Như Ý 3.500 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ 3 mang tên Tổ ấm gia đình. Thưa bà con, chúng ta đang ở vòng thi thứ 3 Tổ ấm gia đình. Ở vòng này chúng ta có một cái thử thách mang tên là thử tài trí nhớ.
Trên màn hình sẽ phát một đoạn hình ảnh với 22 đặc sản nổi tiếng ở các tỉnh thành miền Tây. Trong 1 phút 30 giây, các gia đình phải liệt kê lại những đặc sản có trong clip. Mỗi đặc sản đúng được cộng 1 điểm. Và trước khi trò chơi bắt đầu, kính mời quý khán giả cùng lắng nghe dự đoán của người thân ba gia đình xem độ hiểu ý của họ như thế nào nhé. Em là người thân của gia đình Bích Diễm ạ. Em dự đoán là có thể là 10 đáp án ạ. Xin chào anh Đại Nghĩa, em là Phương Nam, là người thân của gia đình anh Nguyễn Lân ạ. Thì em xin phép dự đoán là gia đình của anh chị sẽ dự đoán được hết tất cả những cái món đồ mà anh chị quan sát được luôn. Tất cả luôn? Dạ đúng rồi. Ôi, em tin vào người thân của mình dữ vậy sao? Em chào quý khán giả, em là người thân của gia đình chị Như Ý. Với trò thử tài trí nhớ thì em nghĩ gia đình chị Như Ý chỉ nhớ được tầm 10 đặc sản thôi. Bây giờ mời mọi người chúng ta xem clip nào. Bắt đầu. Nôm tre. Các loại bánh ha, rồi các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các làng nghề. Mình nhận ra được cái gì trên cái đoạn clip đó thì mình ghi vào. 5 4 3 2 1. Hết giờ. Mời các bạn cho chúng tôi xem đáp án. Dừa nước, tôm khô, sầu riêng, bưởi, bánh tráng phơi sương, tôm dẹp, bánh khọt, muối, ba khía muối, bông điên điển, sen, muối Tây Ninh, khóm, đậu phộng, rổ tre, gốm, tôm tích, bánh tầm. Ghi 18 đáp án mà đúng bao nhiêu thì chưa biết. Tiếp bên đây, nhà của Lân đang lục bình. Sầu riêng, bưởi, mực, muối Tây Ninh, bánh in, xoài, chôm chôm, cá lóc, bánh còn tôm, cà cao, bánh khọt, muối, hoa sen, làng chày là gì? Làng chày á. Tôm khô, bún, ba khía, bánh ú. Đó rồi. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nha. Rồi kiểm tra. Trời ơi, bên đây cũng ê hề nè. Xoài, hoa lọc, sầu riêng, ba khía, tôm khô, muối tôm, bông điên điển, bông sen. Này muối tôm tới rồi nha. Bưởi, muối, đậu phộng, ca cao, tàu hủ tiêu. Đúng rồi, là mấy cái keo keo đúng không? Anh cũng nhận ra cái đó. Tàu hủ tiêu. Bây giờ ăn chay nhìn cái đó liền. Bánh phồng tôm. Đang lục bình. Nôm tre. Đúng rồi. Sò, nghêu, cốm dẹp, bánh in. Sau khi ban biên tập của chúng tôi kiểm tra lại các đáp án của gia đình thì chúng tôi có kết quả như sau. Gia đình mà có được nhiều đáp án đúng nhất là 15 đáp án. Đó là gia đình số 2. Chúc mừng em và Lân. Bất ngờ vậy. Gia đình về nhì đúng được 14 đáp án. Đó là gia đình số 1 của Diễm. Và gia đình của Ý thì đúng được 13 đáp án. Và bây giờ thì mời các bạn về vị trí của mình nha. Mời Hương em được tiến xuống một bước. Dạ, em chọn ô bên trái ạ. Bên trái. Không có đèn. Mình xem lại điểm số của cả ba gia đình. Bích Diễm 6.000 điểm, Hương em 8.000 điểm và Như Ý 4.500 điểm. Và như vậy là chúng ta sẽ tạm chia tay với gia đình của Như Ý tại đây. Hai nhà còn lại sẽ bước vào vòng đặc biệt mang tên Chìa Khóa Hạnh Phúc. Chúng tôi sẽ có một từ khóa trung tâm là một ô chữ cùng với 5 câu hỏi dành cho hai gia đình. Cứ mỗi một câu hỏi trả lời đúng được mở ra một vài ô tương ứng ở đây. Sau 3 câu hỏi có thể đoán cái từ khóa trung tâm này là gì. Sau 3 câu nếu chúng ta đoán được cái từ khóa trung tâm này là gì, chúng ta sẽ được 5.000 điểm. Sau câu số 4 nếu chúng ta đoán được cái từ khóa trung tâm này, chúng ta sẽ được 3.000 điểm. Nếu vẫn chưa đoán được thì mình trả lời tiếp câu số 5. Và lúc đó gia đình nào đoán được thì mình sẽ được cộng thêm 1.000 điểm. Nhưng mà nếu như đoán sai sẽ bị trừ đi 500 điểm nha.
Đó là luật chơi nha. Và bây giờ mình bước vào câu hỏi đầu tiên. Câu này có 4 gợi ý cho các bạn nha. Có nên làm nóng lò trước khi nướng không? A. Chỉ cần làm nóng lò khi nướng bánh. B. Làm nóng lò khi nướng thịt, còn cá thì không cần. C. Phải làm nóng lò trước khi nướng tất cả các loại thực phẩm. D. Không cần thiết lắm. Mời Hương em. Dạ, em chọn đáp án C ạ. Đó là đáp án chính xác. Trước khi nướng bất kỳ món gì, bạn luôn phải làm nóng lò trước khoảng từ 10 đến 15 phút. Với các loại thực phẩm như thịt, cá, nếu như không làm nóng lò trước thì sẽ khiến cho món ăn lâu chín hơn, mất độ giòn do bị chảy nước khi nhiệt độ ban đầu không đủ lớn. Hoặc khi nướng bánh, có thể xảy ra hiện tượng bánh bị sống bên trong hoặc là bột không nở. Đặc biệt, thực phẩm sẽ bị mất chất dinh dưỡng, vi khuẩn có thể sản sinh trong quá trình chờ đợi lò nóng. Mở ô chữ. Câu số 2, đây là một câu hỏi đến từ nhà tài trợ shop. Nên làm gì khi áo quần bị dính dầu mỡ do thức ăn? A. Sử dụng nước rửa chén. B. Sử dụng giấy ăn. Và C. Sử dụng nước ấm. Mời Diễm. Dạ em xin chọn đáp án C ạ. À. Đây là đáp án không chính xác. Mời em. Dạ em xin chọn đáp án A là dùng nước rửa chén ạ. À. Và đây là đáp án chính xác. Vết bẩn dầu mỡ dính trên áo có thể làm chiếc áo của bạn có mùi hôi và mất đi vẻ thẩm mỹ. Một cách hay cho bạn là chà sát tại chỗ với nước rửa chén và để nó qua đêm. Sau đó giặt lại với xà phòng như bình thường. Quần áo dầu dính mỡ sẽ được loại bỏ nhanh nhất mà không mất thời gian. Còn với hai sản phẩm còn lại chỉ giúp vết bẩn không bị loang ra vị trí xung quanh mà thôi. Mở ô chữ. Câu số 3. Chủ đề thực hành. Các bạn sẽ phải gói 8 viên hoành thánh để vào trong dĩa như thế này. Bắt đầu. Ở nhà có bao giờ làm món này chưa Diễm? Em chỉ làm bánh giống như bánh bánh gì? Bánh xếp á. Còn em sao? Dạ em chưa có bao giờ làm món này ở nhà hết trơn, em ăn ở ngoài không à. Nhưng mà em nghĩ là mấy cái món mà cần khéo tay thì em cũng có thể. Hồi đó anh cũng từng làm cái món này, mà làm món chay. Xong chưa? Đủ 8 rồi. Đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem hai cái dĩa hoành thánh mà các bạn đã làm nha. Ở đây mình thấy đây, những cái hoành thánh mà do Diễm làm á thì theo đánh giá của Đại Nghĩa nha các bạn thì nó chặt tay hơn. Và cái phần mà xoắn ở bên trên á, nó chắc, nó không có bị bung. Và nó cũng gọn gàng vừa ăn. Ở đây thì cái dĩa hoành thánh mà Hương em làm nó cũng vừa vặn, vừa ăn, nhưng mà nó bung. Vậy thì Nghĩa xin công bố, ở cái câu hỏi này, cái phần thực hành, người chiến thắng đó là Diễm. Mời các em về chỗ. Và bây giờ mình mở ô chữ nha. Câu trả lời của em là Thiên Duyên Tiền Định. Thiên Duyên Tiền Định. Đáp án của chúng ta chính xác. Đây là cái câu mà chúng ta hay nói ha, với cái người vợ hoặc là người chồng của mình. Thiên Duyên Tiền Định mình mới gặp nhau. Đâu phải ngẫu nhiên giữa bao nhiêu con người trên thế gian này mà mình lại gặp nhau đúng vào cái thời khắc đó, ngay tại cái vị trí đó. Thì chúng ta nói rằng đó là do Thiên Duyên Tiền Định. Xin chúc mừng gia đình của Diễm và chúng ta xem điểm số nha. Bích Diễm 12.000 điểm và Hương em 9.500 điểm. Mời gia đình của Diễm tiến lên phía trước nào. Đội lên cho bà xã nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc cân vàng. Và bây giờ sẽ là gia đình của Diễm sẽ coi coi mang về được thêm bao nhiêu sản phẩm từ shop cho gia đình của mình nữa nha. Bây giờ Thông ơi, làm nhiệm vụ của mình đi em. Bắt đầu.
Và chiếc shop đã sáng đèn, chúc mừng gia đình của Diễm. Mời hai nhà còn lại lên sân khấu nhận phần thưởng của chương trình. Thưa bà con, kết thúc chương trình ngày hôm nay, về ba là gia đình của Như Ý với giải thưởng là 4.500.000 đồng. Về Nhi là gia đình của Hương Em, giải thưởng 9.500.000 đồng. Và về Nhất, gia đình của Bích Diễm, giải thưởng 12.000.000 đồng. Cảm ơn cả ba gia đình đã đến tham gia Vợ Tôi Là Số 1 ngày hôm nay. Và cảm ơn nhà hàng nước giặt xốp ngát hương hoa Chấp Hết Nắng Mưa đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp bà con vào tuần sau nha. Chương trình phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật trên kênh truyền Vĩnh Long 1, và phát là vào ngày hôm sau lúc 16:00 trên kênh truyền Vĩnh Long 2. Đại Nghĩa xin chào và hẹn gặp lại.